Hai chào mọi người nha. Dạo này cũng ít ra video vì đang sửa nhà mọi người. Mình đang hạ cái nền nhà cho nó bằng cái mặt đường á, để cho bà xã bà buôn bán kinh doanh gì đó. Rồi mình lại tiếp tục lên máy cho anh em nha. Đây anh em, dọn nhà rồi làm mặt tiền nên là hàng hóa dồn chất đóng vô trong đây anh em. Nói chung là dồn chất đóng đây, tùm lum đây hết anh em. Đó. Cũng không có thời gian rảnh nữa mà lên máy cho anh em. Hôm nay có cái con bê tông 12V của Hitachi. Đó, con này là hai chức năng, con thường và con búa. Đó, có cấp nhanh chậm luôn anh em, có điều tốc luôn. Đây hiện tại mình đang gắn cái mũi bê tông em mọi người. Đó. Mũi con gạch con tường đó. Thì cái loại máy này nó sử dụng cái pin 12V mà pin pin cao á. Thì ở đây mình không có pin, những cái vỏ pin cao nên đúc cái pin 12V này nó cũng không có vừa mọi người. Nên phải câu dây ra để test cho mọi người xem. Thì cái thằng này 12V đó mọi người, tua cũng rất là nhanh. Đó, tua chậm là 750, tua nhanh là 1500 vòng trên phút, có hai chế độ khoan và chế độ búa. Rồi, giờ mình đi test cái máy này thử nha mọi người. Đó, mình bật qua chế độ khoan búa nè. Test cục gạch nha anh em. Đó. Rồi, mình bật chế độ khoan thường. Mình bật chế độ khoan thường nha anh em. Đó, thì khoan thường nó vẫn xuống mà có búa thì nó nhanh hơn xíu anh em. Rồi. Đây là cục gạch đúc. Đúc hồ ạ. Giờ mình khoan thử cái cục gạch đây, gạch nên lắc vỉa hè nha anh em. Chế độ búa. Lũng anh em, lũng gạch. Giờ mình kiếm bê tông mình khoan cho anh em xem ha. Rồi đây anh em, đây là cái cục xi măng chết, xi măng không nha anh em. Đó. Khoan thử nha anh em. Đấy, thì cái máy mà có chức năng búa thì nó khoan nhanh hơn cái máy khoan thường nha anh em. Rồi, hôm nay làm cái video test sơ cho anh em vậy thôi. Em thấy video hay thì để lại cho mình một like, một subscribe. Hẹn anh em trong những video lần sau.